Hello cả nhà ơi. Bây giờ cả nhà mình nghe cái bài hát Hương Tình Muộn nè. Cái bài này sáng tác của ai thì quên rồi. Ngân Huệ với lại Kim Tử Long chuẩn bị sắp quay á. Thâu trong Tết rồi nhưng mà ai cũng bận, chưa có quay được. Nhưng Huệ cũng đang mập quá nên cũng sợ quay lên cũng xấu nữa. Giờ cái nhà mình nghe thử được không nha. Với anh Kim Tử Long hát có được không à? Mới tàu tiếng thôi chưa có quay.
À, để coi hỏi đạo diễn coi khi nào rảnh mời anh Kim Tử Long quay chung với Hương Huệ. Thâu này trong Tết lâu lắm rồi đó, mà tại vì anh Minh Long bận quá trời, ảnh xô xiết quá trời, game show nữa. Hương Huệ thì mập mập lên ký cũng sợ quay lên ký quay mập lên sao quay cũng xấu. Hương Huệ cũng kiêng ăn, cái ăn muốn xỉu luôn cả nhà ơi muốn xỉu luôn vậy đó, kiêng ăn quá nó cũng xỉu đầu quá. Nghệ sĩ mà phải vậy á, người của công chúng mà, người của công chúng thì phải 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 giữ dáng, ca hay phải giữ dáng người ta mới thích chứ, ca hay mà mập thì lú. Nói chung thì mập mập cũng vẫn đẹp, mập thì sang mà. Giống như chị Hương Lan của mình á, chị Hai Hương Lan á, chị mập mà chị đẹp ghê không? Mập mà chị sang mà chị đẹp, đẹp mà sang dễ sợ luôn á. Mà sao cơ mập về chị Hương Lan chứ mập mà chị sang chị đẹp ghê á. Còn mình mập lên thấy mình xấu quá trời luôn vậy. Tại chị Hai á, chỉ cái dốc dáng của vậy của chị đẹp rồi, cái mặt của chị tròn, người chị tròn, nói chung là nó tròn đều hết nên nó đẹp. Còn mình sao mình thấy mình xấu quá à. Mình mập lên là mình bị xấu à, để đổ xăng cái thôi. Bye bye cả nhà nha, ngân quầy đổ xăng cái nha. Bye bye nha, bye bye cả nhà, ngân quầy đổ xăng, I love you. Bye bye, I love you, bật bật.